Xin kính chào các bạn khán giả đang theo dõi kênh Bí quyết thành công. Các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, tiền là nhu cầu thiết yếu của con người, dùng để trao đổi lấy hàng hóa, dịch vụ. Tiền chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích sống của con người. Càng không phải là quyền lực vạn năng để biến những điều không thể thành có thể. Bản chất của tiền tốt hay xấu là do người sử dụng nó. Để cuộc đời thật sự có ý nghĩa, bạn phải nhận ra giá trị của đồng tiền và sử dụng nó thật đúng. Tiền, bản thân nó không có ma thuật nào ghê gớm cả. Tất cả nằm ở người sử dụng nó. Bạn thiếu tiền, bạn chi tiêu quá mức, bạn hoang phí, bạn chưa sử dụng triệt để được sức mạnh của tiền thì tất cả nằm ở bạn mà thôi. Người nghèo luôn lo chạy ăn từng bữa, bị đè nặng bởi cơm áo gạo tiền, cũng bởi người nghèo chưa thật sự hiểu tiền có năng lực như thế nào. Còn người giàu thì khác, họ hiểu được bản chất của tiền nên họ thành công. Và đặc biệt, những điều bí ẩn đó về tiền, người thành công lại rất ít khi bật mí cho người khác các bạn ạ. Vậy rốt cuộc, người giàu đang cất giữ những quy luật nào về đồng tiền mà người nghèo không hề hay biết? Đó liệu có phải là những kim chỉ nam dẫn lối khiến người giàu cứ ngày càng giàu hay không? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé! Cùng một lứa tuổi, có những người cả ngày chỉ rảnh quan tâm việc người yêu mình đi đâu về đâu. Cũng có những người lại đau đầu tự hỏi tiền của mình đã biến mất như thế nào. Thực ra, nghèo tạm thời không thành vấn đề. Đáng sợ hơn cả là bạn thỏa hiệp với cái nghèo ấy. Chấp nhận cảnh bản thân mãi mãi sống chung với sự khốn khó, tạm bợ. Có lẽ bạn đã quên mất rằng chỉ khi bạn dám đấu tranh vượt qua nó thì bạn mới đủ mạnh mẽ để kháng cự một khi rủi ro lớn hơn xuất hiện. Cuộc sống sẽ không ngừng ném những thử thách lên người bạn, khiến bạn cảm thấy như mình đi mãi, vẫn giữa lưng chừng núi mà không sao lên được đỉnh cao nhất. Nhưng chỉ cần bạn không thôi nỗ lực thì dù đời ngáng chân bạn như thế nào, bạn cũng sẽ có cách bắc cầu, băng sông để vượt qua. Điển hình, những khó khăn về tiền bạc xuất hiện khá nhiều trên hành trình cuộc đời của bất cứ ai. Tiền bạc thực sự không mang lại hạnh phúc, nhưng ắt hẳn không có tiền sẽ là nguồn cơn của bất hạnh, mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, cuộc sống ngoài tiền ra vẫn cần có nhiều yếu tố khác nữa để tạo ra một cuộc sống lạc quan, hạnh phúc. Hãy dùng tiền theo cách mà nó đáng được sử dụng. Bạn sẽ nhận ra giá trị đích thực của nó. Nếu biết và áp dụng được 6 quy tắc kinh điển về tiền bạc của người giàu ngay sau đây, cuộc đời của bạn hẳn sẽ sang trang đấy. Quy luật đầu tiên về tiền bạc mà bất cứ người giàu có nào cũng hiểu, chính là việc kiếm tiền như một trò chơi vậy. Phải hiểu quy luật trò chơi, thực tập đi thực tập lại nhiều lần, sẽ trở nên thành thạo thì sẽ chơi giỏi. Ví dụ như khi bạn chơi trò chơi đánh cờ. Nếu bạn là một người mới biết đánh cờ mà bạn phải chơi cờ với một kiện tướng thì tỷ lệ thắng của kiện tướng là cao hơn. Vì kiện tướng thì họ đã thực hiện việc đánh cờ này rất nhiều lần, hàng trăm lần, thậm chí hàng ngàn lần và họ phải thi đấu với rất nhiều người giỏi đánh cờ khác. Cũng tương tự như vậy, với người đã chơi nhiều cuộc chơi tiền bạc thì họ lặp đi lặp lại việc đó nhiều lần hơn và thông thạo hơn, mặc nhiên họ sẽ có kết quả là họ thắng. Bạn chơi càng ít lần thì tỷ lệ thua cuộc càng cao. Bạn chơi càng nhiều lần thì tỷ lệ thắng cuộc càng cao. Tiền bạc là trò chơi của lãi kép. Tiền bạc là trò chơi của những giá trị gấp đôi tiền bạc, là trò chơi của đầu tư và tiết kiệm. Nếu bạn hiểu được luật chơi của đồng tiền, bạn sẽ chơi ngày một thuần thục. Chắc hẳn ai cho chúng ta cũng đều quá quen với câu nói ghét của nào trời trao của ấy rồi đúng không nào? Hàm ý sâu xa của câu này chỉ là mong chúng ta đừng quá căm ghét thứ gì quá nhiều, bởi có khi nó lại đến gần mình. Tuy nhiên không phải lúc nào điều này cũng đúng đâu các bạn ạ. Nhất là đối với tiền bạc thì lại càng không. Đừng lầm tưởng rằng ghét tiền thì tiền sẽ tới. Đó chỉ là một bao biện cho sự cần tiền của mỗi con người mà thôi. Tuy nhiên cũng có những người thật sự căm ghét tiền bạc, bởi họ cho rằng tiền là nguồn cơn của mọi tội lỗi, mọi sự tham lam, xấu xa xảy ra trên cuộc đời này. Nhưng bản chất của tiền không tốt cũng không xấu, mà nó tốt hay xấu phụ thuộc vào cách sử dụng của con người. Vì thế, quy luật thứ hai bạn cần ghi nhớ là đừng bao giờ ghét tiền. Tại sao đừng bao giờ ghét tiền? Vì khi bạn ghét tiền thì tiền không bao giờ đến với bạn, và nếu bạn yêu tiền thì tiền sẽ đến với bạn. Khi còn nhỏ bạn hay nghe, người giàu thì keo kiệt, thì bùn xỉn, thì ác. Và tiền bạc không đem lại hạnh phúc, cho nên bạn mang tư duy ấy rồi trở nên căm ghét tiền. Thế nhưng tư duy đó hoàn toàn sai các bạn ạ. Tiền bạc và hạnh phúc là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt. Tiền bạc thực sự không mang lại hạnh phúc
nhưng ắt hẳn không có tiền sẽ là nguồn cơn của bất hạnh, mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Bạn hãy nhìn xung quanh mà xem, các cuộc cãi vã giữa bố mẹ với con cái, giữa các mối quan hệ với nhau. Nguyên nhân phần nhiều là do thiếu tiền, và thiếu tiền đem lại thất bại và bất hạnh trong cuộc sống và gia đình của chúng ta. Vì vậy, hãy yêu quý đồng tiền và đừng bao giờ ghét tiền nhé. Tiền không sai, chỉ có cách chúng ta đối diện và sử dụng chúng mới khiến tiền trở nên như thế nào mà thôi. Đồng tiền không xấu, quan trọng là nhận thức của con người về đồng tiền. Đừng để đồng tiền đẩy bạn vào địa ngục. Hãy lấy đồng tiền làm đòn bẩy giúp bạn thay đổi cuộc đời. Hãy là người tạo ra giá trị, là quy luật về tiền tiếp theo mà bí quyết thành công muốn hé lộ tới bạn. Nếu bạn để ý, tất cả những người giàu có bậc nhất thế giới đều mang lại những giá trị rất riêng cho cuộc đời này. Đó cũng chính là nguồn gốc tạo nên cuộc đời rực rỡ của họ đấy các bạn ạ. Vì sao ư? Đó là bởi vì tiền bạc chỉ yêu những người tạo ra giá trị, chứ không có cảm tình với những người không tạo ra giá trị các bạn ạ. Hãy nhìn vào những tỷ phú thế giới, tại sao họ lại là những người giàu nhất hành tinh? Tất cả là do họ mang lại giá trị cho người khác. Trên hết tất cả, họ đã tạo ra những giải pháp. Họ khiến cuộc sống của những người khác thoải mái hơn, tiện lợi hơn và mang lại thành công cho người khác nhiều hơn. Bill Gates, chủ tịch tập đoàn Microsoft, chuyên phát triển, sản xuất, kinh doanh bản quyền phần mềm, hỗ trợ trên diện rộng các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến máy tính. Ông đã mang đến giải pháp cho rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp lớn nhỏ và tạo ra nhiều giá trị khác cho xã hội. Chính bởi thế, ông luôn nằm trong top những vị tỷ phú giàu nhất thế giới. Người thành công tạo ra giải pháp biến cuộc sống của người khác trở nên thoải mái hơn và dễ dàng hơn. Tiền yêu người tạo ra giá trị, những gì trao đi thậm chí còn to lớn hơn thứ họ muốn nhận lại. Người giàu luôn dùng tiền để kiếm tiền. Họ bắt tiền làm việc cho họ không ngừng. Đó chính là lý do khiến người giàu ngày càng giàu lên, thậm chí ngay cả lúc họ đang ngủ nghỉ, đi du lịch thì tiền vẫn đổ ầm ầm về túi. Điều này đã hé lộ cho chúng ta quy luật về tiền tiếp theo của người thành công. Đồng tiền luôn luôn vận động. Khi đồng tiền đứng yên, tức là đồng nghĩa với việc bạn sẽ tiêu hết nó, hoặc không tạo ra giá trị cho xã hội nữa. Lúc ấy, chi tiêu của bạn là thu nhập của người khác. Chính vì thế, hãy chi tiêu thông minh các bạn nhé. Chi tiêu thông minh là bỏ tiền vào tài sản, thay vì tiêu sản. Vì tài sản là những thứ tạo ra giá trị lớn nhất cho bản thân. Còn tiêu sản chỉ khiến chúng ta nghèo đi mỗi ngày mà thôi. Chúng ta phải luôn tìm cách làm cho đồng tiền xoay chuyển liên tục. Đồng tiền nằm im là đồng tiền chết. Hãy để chúng quay vòng và sinh ra lợi nhuận. Vâng, đó là một câu danh ngôn mà bất cứ ai cũng cần phải biết. Nhưng để thực hiện được điều đó thì đòi hỏi mỗi người phải có những kế hoạch phù hợp và hiệu quả cho riêng mình. Đồng tiền luôn luôn vận động và không bao giờ ngủ yên. Do đó, hãy tìm cách đưa đồng tiền đang nằm yên trong tài khoản của bạn sang một tài khoản đầu tư để tạo thêm giá trị gia tăng cho xã hội cùng với mức lãi suất kép cao các bạn nhé. Các bạn thân mến, bạn muốn giàu thì điều đương nhiên là bạn cần học hỏi từ những người giàu. Khi bạn ở cạnh họ, bạn sẽ vận dụng được những thói quen, phong cách và lối suy nghĩ như họ. Từ đó, bạn mới có thể hoàn thiện bản thân và dần dần đi vào đúng quỹ đạo để làm giàu. Và quy luật thứ 5 mà giới nhà giàu rất ít khi bật mí chính là đồng tiền rất thích chơi với những người giàu. Bạn là bình quân của 5 người thân, gần gũi nhất hàng ngày. Nếu bạn chơi với người giàu, bạn sẽ là bình quân của 5 người giàu. Bạn sẽ học được tư duy của người giàu. Họ đọc gì, nghĩ gì, làm ăn ra sao, kiếm tiền thế nào, cũng như cách dạy dỗ con cái của họ. Điều đó không có nghĩa là đang khuyên bạn bỏ rơi hay đừng bén mảng tới người nghèo, mà là nếu bạn muốn giàu có, hãy kết thân nhiều hơn với người giàu. Tỷ phú Warren Buffett từng khuyên người trẻ một điều, đó là hãy chơi với những người giỏi hơn, chọn ra những cộng sự có năng lực hơn. Nhờ đó bạn sẽ đi đúng hướng. Quan điểm này được ông Buffett đưa ra trong buổi tọa đàm thường niên tại công ty Berkshire Hathaway. Theo đó, bên cạnh việc trau dồi năng lực, người trẻ không nên coi nhẹ việc chọn lựa bạn bè và xây dựng các mối quan hệ. Việc kết bạn với những cá nhân thông minh, có chí hướng sẽ giúp bạn học hỏi được nhiều điều tốt từ họ và hoàn thiện bản thân. Ngược lại, nếu dành thời gian bên cạnh những người lười biếng, không có chí tiến thủ thì bạn sẽ bị lây nhiễm tính xấu của họ và hạn chế sự phát triển của mình. Và cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng tiền bạc là cuộc chơi dành riêng cho bạn. Vì là cuộc chơi của bạn, nên đừng so sánh nó với cuộc chơi của người khác. Bởi hoàn cảnh, vốn đầu tư, kinh nghiệm, cách kiếm tiền của bạn không giống họ. Đừng nhìn sang bạn bè, hàng xóm hay mọi người xung quanh để mà ghen tị. Hãy đi theo cuộc chơi của riêng mình.
Bên cạnh đó, bạn có thể biết thêm được rất nhiều các nguyên tắc tiền bạc và cách quản lý tiền của những người thành công trên thế giới thông qua một chiếc USB sách nói nhỏ gọn đấy. Trong chiếc USB này có chứa tận hơn 80 cuốn sách hay nhất do New York Times bình chọn về kinh doanh, làm giàu và các bài học cuộc sống. Bạn sẽ không phải tiếc nuối khi sở hữu người bạn đặc biệt này đâu. Hãy click vào link ở phần mô tả bên dưới để biết thêm chi tiết và để có thêm một người đồng hành cùng bạn trên hành trình làm giàu nhé. Đồng tiền chỉ là một trong những công cụ phục vụ cho mục đích của con người. Nó không phải là thứ có quyền năng tối thượng để biến những điều không thể thành có thể. Nhưng chúng ta không thể sống thiếu nó. Bản chất của nó không hề tốt hay xấu, mà là do người sử dụng nó tốt hay lạm dụng nó. Hãy đừng để bạn biến thành nô lệ của đồng tiền, hãy luôn làm chủ nó. Khi bạn đã biết cách làm chủ và sử dụng đồng tiền, bạn sẽ là người có tất cả mọi thứ. Chính vì thế, nếu bạn muốn có một cuộc sống hạnh phúc, dư giả và tạo nên những giá trị cho cuộc đời, thì hãy nhớ kỹ 6 quy luật mà Bí quyết Thành công chia sẻ ở trên đây nhé. Chúc các bạn thành công rực rỡ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Bí quyết Thành công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí quyết Thành công mang tới, thì đừng ngần ngại ủng hộ Bí quyết Thành công bằng cách nhấn theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.